Trời ơi, trời hái hoa dân chủ hả? Cái để hôm nay em có thể mở ra và đọc cho mọi người và trả lời giúp anh nha. À, nếu có người nói yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt thì điền vô đi em. Yêu luôn. Yêu luôn. Em cảm thấy bị gầy gầy sao? Nếu anh nói anh đã sẵn sàng làm người yêu của em rồi thì điền vô, điền vô. Thì sao? À, bấm nút. Thấy chưa? Rồi nói luôn, hơi thở của anh là của em, mãi mãi thôi. Hơi thở là của em. Rồi bây giờ mình giới thiệu lớn lên về mình cho bạn gái bên kia nghe ha. Chào anh Tơ Quyền Linh, chị Nguyễn Cát Tường. Em tên là Nguyễn Khánh Hưng, năm nay 28 tuổi, quê ở Bến Tre, đang làm phòng kế toán. Em đang công tác và sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Bến Tre mà làm kế toán ở đâu? Dạ, ở Bà Rịa Vũng Tàu anh. Vũng Tàu luôn, từ Vũng Tàu vào đây luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cũng như mọi người trong trường quay. Em tên là Vi Thị Mỹ, hiện tại thì em 23 tuổi. À, quê em ở Lạng Sơn, nhà gia đình em ở Đồng Nai và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lạng Sơn, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu, cái gì mà nó tùm lum hết trơn vậy? Cụ thể là công việc như thế nào em? À, dạ vâng, thì hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty Yakun Việt Nam. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thứ nhất là em khá là nhanh nhẹn. Đó là vậy. À, thứ hai là em thích dọn dẹp. À, tính của em thì khá là dễ gần và vui vẻ. À, em có những cái tài lẻ như là khi em có thể móc len chẳng hạn, bơi lội. Rồi khuyết điểm của mình là gì? À, dạ, khuyết điểm của em thì nhiều khi lanh quá, đâm ra giống lanh chanh. Những người mà mới tiếp xúc với em thì người ta cho rằng là em là khá là khó gần. Em cảm thấy là em có một cái vài điểm hơi khó, ví dụ như là ăn uống hoặc là tính tình có thể là sáng nắng chiều mưa chưa ăn uống. Khó là khó là sao? Có một số loại rau em không ăn được, như là rau diếp cá chẳng hạn, em không ăn được. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái nghe đi. Điểm mạnh của em là một người vui vẻ, hòa đồng. Đôi lúc thì em cũng hay tạo tiếng cười. Nếu mà nhà mà có việc gì đó em nhanh lắm, làm nhanh lắm. Còn không có thôi, chậm rì. Bình thường cũng lười lắm. Dạ, chừng nào có việc thì em rất là nhanh. Điểm yếu nhất của em là gì? Hơi cầu toàn. Có biết là ví dụ nguyên nhân tại sao mà em ế không? Tính em hơi đàn ông xíu. Mấy bạn nữ bình thường hay đi shopping, đi dạo xung quanh á. Với bạn nữ mà rủ em đi thì em cũng nhiều khi em cũng đi cho có rồi. Hoặc là những lúc mà ăn uống với nhau á, tụ tập check in á, đặc biệt những cái đó em lại không thích lắm. Em có thể giảm tốc độ nói lại được không? Hình như bên đó nói hơi nhanh, bên đây thì hơi chậm. Tình trường em như thế nào? Rung động thì cũng khá nhiều. Nhưng mà em chỉ quen được một mối tình thôi, gọi là chính thức. Quen được chắc gần năm. Thì chia tay là do hồi đó em nghĩ là chắc là do em còn hơi nhỏ, gọi là suy nghĩ nó chưa có chín chắn. Mời bạn trai kể về tình trường. Em thì trải qua ba mối tình rồi, mà mối tình sâu đậm nhất là cách đây 5 năm. À, lúc đó thì người yêu em cũng còn nhỏ, chị lúc còn đi học sinh viên á. À, con nít quá hay ghen tuông á, em chịu không nổi. Mình có lăng nhăng gì không mà người ta ghen? Dạ không chị, em bạn nữ thì bình thường thôi chứ đâu có gì đâu chị. À dạ anh ơi, em là em ghen lắm luôn đó nha. À, yêu á thì nên ghen, nhưng mà ghen cái mức độ vừa phải. Bắt được bạn trai đó làm gì có lỗi với mình thì mình ghen. Trời ơi, bắt được còn chuyện gì để nói nè em. Có hiện tượng thôi chị chứ không phải là bắt gặp. Em mà về mà gặp cô vợ bên kia là coi như em là không có cửa cãi rồi đó. Kiểu đàn ông mà mới lú lú ra là mình thấy là mình phải ngắt nụ liền chứ mình để. Dạ đúng rồi. Bắt gặp mà bắt gặp vô khách sạn hay bắt gặp mà chở nhau đi xà nẹo rồi còn cái gì nữa, lúc đó về thì chia tay luôn chứ còn ghen chi nữa. Nghĩ sao đàn ông mà em đòi ngắt nụ? Ngắt nụ. Em nói cho anh biết đi, em tìm một người yêu như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên, vừa cân đối, da trắng, tóc dài càng tốt, phụ nữ gia đình. Một người con gái hoàn hảo đó. Em có tưởng tượng ra cái người yêu mình giống một người nào cho nó cụ thể không? Giống Minh Hằng là được cho anh. Minh Hằng, em nói cho chị biết đi, em thích tìm mẫu người bạn trai như thế nào Minh Hằng? Thứ nhất là phải là người đàn ông nha. Chị cao bạn nó phải cao từ 1m7 đổ lên. Trở xuống được không? Bạn nam nó có nguyện về em mà đi nối chân không anh? Trời, bỏ em khó bỏ qua đi cưng. Thứ hai là bạn đó, đen cũng được, trắng được không sao cả. Rồi nói chung là đặc biệt là phải mắt 2 mí nha. Tại em mắt 2 mí và em muốn sau này con của em cũng phải 2 mí luôn. Mí đậu mí bay được không? Cái cách mà bạn ấy đi đứng nó phải nhã nhặn xíu, nhanh quá không thích, kiểu như là sống vội quá đó. Bởi vì em là em sống vội quá rồi mà gặp bạn nó sống vội nữa thì chắc là chết á. Ăn mặc bình thường thôi, đừng có lè lẹt quá. Vậy thôi đó hả? Rồi có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Tầm tầm như anh Lam Trường được rồi. Rồi để coi hồi coi Minh Hằng Lam Trường nha. Rồi rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông? Quá gia trưởng, vơ đũa cả nắm. Ý là bạn cứ nói là mà đàn bà mấy cô cứ như này như kia. Em không thích người ta nói như vậy. Lành quá. Tôi nghe tôi phải qua liền là sao, muốn sao nữa. Chịu khó cùng em làm những công việc chung trong gia đình chẳng hạn. Đừng để em ở một mình, lắng nghe một chút xíu. Bên đây nghe thoải mái luôn.
bởi vì tính em rất là nóng, nhiều khi em nóng lên em sẽ rất là nổi điên. Và bạn đó mà em nói, bạn đó cũng nói, em nói bạn đó cũng nói rồi. Em nổi điên rồi em làm gì người ta? Em nghĩ là mức độ cao nhất thì em sẽ đập đồ. Xưa giờ đập gì rồi? Dạ em đập về chắc là bẻ vài cái ly với cái chén thôi. Trời ơi. Còn lúc đó là mình nóng quá rồi. Bạn bên đây hơi nhẹ nhàng đó nha. Chết rồi, chị chịu nổi em không trời? Ừ, nhẹ nhàng mới chịu nổi em chứ nếu người sốc nổi cũng khó chịu nổi em lắm á. Dễ thương, năng động, nóng tính, đập đồ. Thôi. Chào em. Chào chị Cái Tường. Em có món quà quê, đặc sản Bến Tre. Chưa có nói gì hết trơn, cho ăn kẹo ngọt rồi sao mà nói được. Chị có gì nói vài lời ngọt ngọt giúp em. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em tặng em. Cảm ơn em nhiều. Gì khép nép quá vậy? Men không? Quá men luôn chị. Trời, lông mày sắc lẻm luôn ha. Này chắc có tém lông mày nè. Đâu có chị. Tự nhiên dạ. Mắt hai mí to nha bên kia, mũi to. Được, răng đẹp, tóc nhiều, đẹp. Nhiều cái to nữa mà. Hình như là bậy cái đó chưa biết. Cao mét mấy em? Cao mét 66. À, nhưng mà tướng người vừa phải. Được. Em không thích gì ở phụ nữ? Đập đồ. Có tính ghen gì quá chị? Vô cớ này nọ không vô có. Vô cớ đánh người. Gặp bạn bình thường thôi mà vô rồi hỏi này nọ, hỏi han thì em thấy ghen gì quá. Gói gì về nhà đó rồi hai người nói. Thì nhà quýnh nhau cũng được đúng không? Ở ngoài đường thì thí dụ đừng cho người ta biết. Ừ, đừng có làm mất mặt nhau gì. Đóng cửa dài nhau đó. Ừ, đóng cửa bên đâu muốn đập gì đâu. Hai bạn này hơi ngược. Bên đây nữ thì hơi men mà bên đây nam thì hơi yếu. Đó, nó khổ. Yếu gì sao biết yếu? Yếu là yếu về gọi là nó không có mạnh á. Sao biết không mạnh? Trời ơi. Coi thường đàn trai à. Chưa biết ai mạnh hơn ai rồi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi cho hai người gặp mặt nha. Hôm nay em đi với ai? À dạ em đi với bạn em ạ. Em chào chị Cát Tường, em chào chị. À em chào anh Quyền Linh. Chào chị Quyền Linh đúng không? Em là đồng nghiệp của Mỹ. Tính của nó là nó hay nhận bản thân nó không tốt. Nhưng thật ra khi tiếp xúc với Mỹ rồi thì mới biết Mỹ nó là người sống tình cảm lắm. Nó đập đồ xong mà nó sống tình cảm cũng được. Nếu mà anh có dịp tiếp xúc với Mỹ nhiều á, bên ngoài nó lanh chanh vậy thôi, nhưng mà con người của nó quan tâm anh một cách rất là tinh tế chứ không phải như vậy đâu. Thì em nghĩ độ tuổi của anh chắc là quen cũng là nghiêm túc rồi đúng không anh? Đúng rồi. Anh nghiêm túc không anh? Quá nghiêm túc. Dạ. Mỹ bình thường nó hay nói nhiều, lỡ mà nói nhiều á thì anh ít nói lại. Anh ngồi nghe không hả? Ngồi nghe. Em thấy là giống như là bù trừ cho nhau vậy chị. Bạn nói nhiều, anh thì nói ít. Anh kiên nhẫn. Lửa với nước đúng không? Dạ đúng rồi. À, bên đập bên dọn. Em rất là hy vọng vào cặp đôi này. Rồi, em trai đi với ai em trai? Dạ đi đến chương trình thì có trưởng phòng em, hai đứa em và các anh chị đồng nghiệp. Thì lời đầu tiên thì anh cũng chỉ nói với cả em gái này. Hưng ấy hiền lắm. Bạn ấy rất là men thì mỗi cái là đứng trước phụ nữ ấy thì bạn ấy là hơi nhát. Với em gái bên này thì là thực sự anh thấy em là cực kỳ lanh. Bạn Hưng thì không nói nhiều, bạn ấy sâu sắc á. Anh cũng hy vọng là hai em ấy gặp nhau trực tiếp ấy sẽ có thời gian gần gũi nhau hơn, tìm hiểu tâm tư trực tiếp với nhau thì nó rõ hơn. Về quy luật bù trừ thì hai em là thực sự là khá là tuyệt vời. Em tiết chế một chút và Hưng thì luôn lắng nghe. Một đôi là khá là đẹp. Rồi, bây giờ quan trọng là hai bạn mở màn lên xem có bù trừ gì được không nha. Sợ quá. Kéo màn lên. Trời ơi, cái gì đâu sợ, kéo màn lên nào. Gặp nhau là ôm hôn thống thiết liền nha. Đó, không gian này là của hai bạn. Lần đầu hai bạn gặp nhau đấy. À, rồi, thì em cũng có món quà bên cạnh. Rồi, cảm ơn. Bạn trai mở quà coi quà bạn nữ là cái gì, nhiều khi người ta móc cái gì người ta tặng cho mình đó. Anh có mở quà được không? À, vậy gì vậy em? Dạ là một cuốn sách Đàn ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Đàn ông hay là ông? Dạ ông. Em thêm chữ đàn nữa cho nó mạnh mẽ. À, dạ cái cuốn sách này nó rất là hay, nó là một cuộc phiêu lưu của một ông già. Dù ông đã là 100 tuổi rồi nhưng ông vẫn là sống theo cái niềm đam mê của mình, đi đâu đi đó. Và em nghĩ là mình cũng nên như vậy, mình đừng có nghĩ là bây giờ mình ba mấy tuổi, hai mấy tuổi rồi thôi, những cái trò mà vui chơi cứ để cho mấy đứa nhỏ chơi, mình đừng nghĩ như vậy. Mình cứ chơi hết mình chơi đến khi mà không lết nổi nó thì về. Trời ơi. Ủa không có tặng đồ móc hả? À dạ có. Dạ, có không đem ra giới thiệu. Trời ơi.
Dạ có một cái nón rất là dễ thương. Ôi dạ, dạ không, không dễ thương, không dễ thương đâu, nó cũng bình thường thôi. Không cũng được à. À dạ cũng bình thường thôi. Thôi. Ê Nguyên ơi, ê hợp rồi nha. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp em luôn. Em phải ngồi về mới ấn tượng nè. Đồ bạn gái móc. Mặt này là đi Đà Lạt là sướng lắm. Đúng rồi, mặt gì giống Lan Điệp luôn. Là... em đi làm là giờ hành chánh. À vâng ạ, nhiều khi có tăng ca nữa. Tăng ca khoảng như mấy giờ? Dạ nếu mà sớm thì 6 rưỡi, còn trễ có thể lên tới 8 giờ. Em có hết đơn đi phượt không? Đi phượt á, dạ vâng, em nghĩ là đó là cái ước mơ của em. Còn 2 phút đó nói chuyện tình yêu đi. Anh thấy em dễ thương. Anh có một số câu hỏi á, em trả lời giúp anh nhé. À dạ vâng. Trời ơi. Trời hái hoa dân chủ hả? Cứ để anh đây, em có thể anh mở ra và đọc cho mọi người và trả lời giúp anh nhé. À, nếu có người nói yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt thì điền vô đi em. Yêu luôn. Yêu luôn. Em cảm thấy bị gầy gầy sao? Nếu anh nói anh đã sẵn sàng làm người yêu của em rồi thì điền vô, điền vô. Thì à, sao? Rồi, à, bấm nút. Thấy chưa? Rồi nói luôn, hơi thở của anh là của em. Bãi bãi thôi. Của cậu là của em. Rồi. Nói đi. Làm luôn. Giống như những câu hỏi vậy á, anh là một bên, em một bên, thì anh muốn anh với em gáp với nhau thành một câu hoàn chỉnh. Dạ vâng. Để thể hiện cái tấm lòng của anh thì anh xin tặng em và quý vị khán giả một bài hát. Lòng anh đã chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu nên lời. Thật khó quản. Trời ơi nó rung hay sao á. Bây giờ anh thấy là chịu đèn rồi đó. Giờ trong lòng em sao? Em đang như thế nào? Tim đập mạnh hay sao? Nghĩ gì về cô gái ở phía trước? Đoạn đường sau này đi thì sẽ có em đi cùng với anh. Thì vậy thôi hả? Vậy còn đòi gì nữa? Nhà cửa xe hơi gì của anh đó. Có cơ hội thì anh sẽ mời em về quê anh. Vùng quê miền Tây, đảo Bến Tre. Kẹo dừa này là của em. Để anh thử hướng đặc sản với anh, quê anh. Rồi anh xin chặn em. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là trao duyên cho một người đối diện, chứ không phải bấm nút như là cái ghế bình thường. Bao nhiêu cặp ở đây bấm nút họ đã cưới nhau, họ đã sinh con đẻ cái rồi. Thành ra các bạn nếu không thích, chúng ta cũng không nên bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Có đội nón len lên không? Không, anh, không, đội lên, anh thích đội lên. Đây nè, đây nè. Để biết được tác phẩm của em chứ. Đó, quà của bạn gái, đẹp quá. Hay quà của bạn trai. Rồi, nắm tay, đừng có buông tay ra. Đây là những món quà dành cho em. Đầu tiên là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nếu như hai bạn đồng ý kết hôn với nhau, chúng ta sẽ nhận được một chiếc TV, Bana TV. Đây là dòng TV cao cấp công ty Bana Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Nếu hai bạn đồng ý kết hôn thì TV Bana sẽ nằm trong ngôi nhà của bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho các bạn từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Anh vẫn thích cái nón hơn. Đây, dễ thương quá chàng trai, dễ thương quá. Có đập ly đập chén nữa nha em. Em phải giữ lấy chàng trai này nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi, ông mai bà mối tiếp tục tiến đến cặp đôi thứ hai. Xin mời. À. Bệnh viện thì mình có thể đóng cửa mình đi ạ. Chưa gì hết trơn, tính tới chuyện đóng cửa tiệm. Xem phim hành động nha. Không, tình cảm đi. Tình cảm em lại khóc sao? Không, có anh rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh ạ, xin chào chị Cát Tường ạ, xin chào quý vị khán giả và bạn nam bên cạnh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An ạ. Bây giờ em đang làm ở quận 9 ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 26 tuổi ạ. Công việc của em là bán thuốc ạ.
Bán thuốc hả? Vâng. Bán cho công ty hả? Làm bán ở nhà? Em bán tư nhân, bán cho nhà em. Bán nhà em. Là vô đây lâu chưa? Vô được 3 năm rồi. 26 tuổi từ Nghệ An vào, hiện nay đang bán thuốc ở quận 9. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Ừ. Chào bạn nữ phía bên kia. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Luân. Năm nay em 31 tuổi. Em quê ở Ninh Bình. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng công chứng. À, công chứng hả? Dạ. Ở quận nào? Dạ, em ở quận 11 chị. Quận 11, dạ. Ở quận 9. Mai mốt hai đứa công chứng giấy kết hôn này kia đó. Dạ. Sau thì bản chính là được là dễ luôn đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Thời gian làm việc của em là từ mấy giờ đến mấy giờ? Em bán cho em luôn, em làm chủ luôn cho nên là hầu như là từ thứ hai chủ nhật ạ. Còn khi nào bận việc thì mình có thể đóng cửa mình đi ạ. À. Sướng ha, chưa gì hết trơn tính tới chuyện đóng cửa tiệm rồi. Hỏi em thích gì? À, em thích gì? Du lịch chẳng hạn anh, shopping. À, giống anh đó. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì hả anh? À, điểm mạnh thì anh là người hòa đồng, vui vẻ. Anh có thể làm những công việc nhà như là nấu ăn, giặt lũ, dọn dẹp nhà cửa. Vâng ạ. Còn điểm yếu thì anh đôi khi anh hơi vô tâm. Anh đi nhậu rồi em gọi điện hay gì, làm gì anh vô tâm thì anh bỏ mình em ở nhà. Không, anh vẫn bắt máy, vẫn nghe điện bình thường. Thế thì chưa vô tâm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu nướng ạ. À. Khá là sạch sẽ. Rồi người biết quan tâm đến mọi người ạ. Mọi người cần gì hoặc là gì thì chỉ cần alo em cái là ok, chạy tới liền ạ. Còn điểm yếu là khá mù đường ạ. Hay khóc ạ. Hay khóc. Khóc vì lý do gì? Nhưng mà xem một bộ phim gì mà tình cảm hoặc là cảm động một tí là khóc giống chị. À, kiểu như bữa nay mà không được bấm nút là khóc đó. Chắc là vậy. Nếu vậy đi xem phim mình sẽ xem phim hành động nha. Không. Tình cảm đi. Tình cảm em lại khóc sao? Không, có anh rồi. Hay quá. Cuộc đối đáp rất là hay. Bây giờ bạn gái cho bạn trai biết là bạn đã trải qua mấy mối tình nào? Em trải qua 2 mối tình ạ. Chia tay hơn 1 năm, chẳng không biết lý do vì sao. Bây giờ cũng đang muốn biết lý do. Quen bao lâu? Quen cũng khá lâu ạ. 2 năm. Quen 2 năm mà chia tay không biết lý do tại sao? Không biết tại sao. Ai là người nói chia tay hay là không có nói rồi? Không tự... có nói ạ. Là tự động lẳng lặng lơ luôn. Vâng, vâng ạ. Vậy là chắc có đối tượng thứ 3 rồi. Rồi, chắc là có chồng sao thứ 13 rồi. Rồi. Em trai mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua 1 mối tình ạ. Dài không? Dạ 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Thì có lẽ là do em vô tâm, không quan tâm cảm xúc của người ta. Cái này em cần phải rút kinh nghiệm. Phụ nữ luôn luôn cần cái sự chăm sóc. Dạ vâng, lần này em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào em? À, em muốn tìm một người bạn gái thấp hơn em. Em cao 1m67. Không ngập quá. Ốm quá được không anh? Ốm cũng được. Tại vì anh cũng ốm mà. Dạ. Vui vẻ, hòa đồng. Cái em làm được. Dạ vậy được rồi ạ. Vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi ạ. Có mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng thì giống chị Cát Tường là được rồi. Rồi. Hồi đó giờ luôn á trời, lâu lâu là làm chương trình 4-5 năm mới nghe có người mà muốn kiếm người mẫu lý tưởng mà giống chị á. Ai cũng nói chị không giữ hết trơn á em ơi. Dạ không, em thấy chị vui mà. À vui đó, gần vui lắm á. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là không ra trường ạ. Ừ. Không có tính kiểu như kỳ bo đàn bà. Em có phải người kỳ bo không em trai? Dạ không ạ. Không. Dạ. Xài tiền thoải mái không? Dạ. Nhưng mà cũng có chừng mực thôi ạ. Có chừng mực thế không? Dạ. Bạn trai, bạn muốn tìm người yêu thế nào? Tính tình thì vui vẻ. Tính cách của em thì cũng ít nói. Cho nên là em cũng hy vọng bạn nữ nói nhiều hơn em. Nói nhiều, bạn kia không nói nhiều lắm á. Không, em là dân buôn bán nên là nói nhiều đấy anh. Nên là hôm nay hơi hồi hộp một xíu ạ. Nãy giờ ta chưa nói thôi. Em chào anh. Chào em. Vâng. Bạn trai bên đây hiền lắm. Vâng, em hiền lắm. Em cũng hiền luôn, hai người này gặp nhau cũng được nè. Rất là hiền. Bên đây cũng nói nhỏ nhẹ, bên kia cũng nhỏ nhẹ luôn. Cũng được đó. Có làm dâu được không? Em tự tin em làm dâu được. Được. Khoảng bao lâu thì em chấp nhận cho anh ấy bước tới? Khi hai đứa tìm hiểu nhau, đủ hiểu nhau rồi. Có nghĩa là thời gian không quan trọng. Ừ, không quan trọng đúng không? Vâng. Em muốn tìm một ngón người bạn trai có ngoại hình như thế nào? Cao 1m67 lên ạ. 1m67 đủ rồi. 65 lên 67. Rồi. Anh mặc không xề xòa quá. Chỉnh chu một chút ha. Chỉnh chu một tí. Em mong muốn gì ở người bạn trai, người chồng tương lai của mình?
biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ công việc cho em. Quan tâm, lo lắng đó, nhớ nha em nha. Dạ. Bên này là cứ là bị vô tâm nên là bị chia tay bằng cái cũ. Dạ, đúng không? Dạ. Rồi chào anh, hồi nãy nói là 31 tuổi rồi đúng không? Dạ 31. Chín chắn rồi, tuổi này là công việc cũng ổn định ha anh ha. Dạ. Trưởng thành ha. Dạ. Mình có cần làm dâu không anh? Dạ. Lấy vợ dạ, về không. Lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh này luôn ạ. Mình sẵn sàng để đám cưới chưa? Chắc tìm hiểu khoảng 1 năm rồi tiến hành đám cưới. 1 năm. Dạ. Có hút thuốc không? Em có. Sợ hút nhiều quá mới ốm vậy nè. Dạ không, em hút đi được. Không sao, để bên đây cô này cô vỗ béo cho mập mập lên chút xíu là xứng đôi, 1 năm sau lấy luôn là đẹp rồi đó. Cũng rất là sáng sủa, rất là được, có điều hơi ốm một tí. Vâng. Nha, không sao vâng. Đúng không? Vâng ạ. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Em đi với mẹ, với cậu, với bạn của em ạ. Chào Quyền Linh, Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ, tôi chào là cậu của Tâm. Dạ. Tôi thấy cháu rể bên này tương lai thì sao? Cháu thì cũng được rồi, nhưng mà cái duyên của hai cháu nữa, chứ không phải cậu quyết định được. Mình có yêu cầu gì bên gia đình đàn trai không? Không, tôi chỉ mong là hai cháu nó thương nhau. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cậu chú nhiều. Anh trai đi với ai? Em đi cùng em họ của em ạ. Anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả quý vị khán giả. Luân là một người rất là tốt. Với lại nữa là không có nhậu nhẹt. Về bạn gái bên này thì bạn rất là xinh. Hai anh chị đều có công ăn việc làm rất là ổn định. Quyền quyết định thì vẫn là ở hai anh chị. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện nha. Rồi, bắt đầu. Rồi. Tặng em. Em có quà tặng anh. Cảm ơn em. Anh thấy em thế nào? Em dễ thương, xinh xắn. Vâng, em cảm ơn anh. Hồi hộp quá. Buổi tối em có rảnh không? Em lúc nào cũng ở nhà anh. Ừ, thì em có hay đi xem phim không? Ngoài rạp á? Có. Sở trường luôn. Cuối chương trình nếu mà em bấm nút thì hai đứa mình có một cái tấm vé xem phim của chương trình á. Thì anh sẽ qua thăm em, đưa em đi chơi xem phim hay ăn uống ở kia. Từ quận 11 xuống quận 9 có xa không anh? Nói chung là cũng hơi xa nhưng mà đối với anh thì không thành vấn đề. Dạ. Mỗi người nói một câu thật tình cảm đi các bạn. Anh muốn là chúng ta sẽ dành cho nhau thời gian dành của mình để tiến tới tìm hiểu nhau. Tôi có một cái phụ lục hợp đồng tình yêu. Bạn trai cái này của bạn đúng không? Dạ. Bạn ký tên này đúng không? Tôi đọc cho mọi người nghe. Phụ lục hợp đồng tình yêu. Nghĩa vụ người bạn trai. Điều 1, bạn gái luôn luôn đúng. Điều 2, luôn dành thời gian để hẹn hò với bạn gái. Điều 3, luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn gái. Điều 4, xuất hiện ngay lập tức khi bạn gái cần. Điều 5, không bao giờ được quên ngày kỷ niệm và luôn tặng quà cho bạn gái vào những ngày này, dù quà lớn hay quà nhỏ, có còn hơn không? Câu đó thêm đó, câu đó thêm đó. Dân dân và dân dân. Dân dân và dân. Ký tên Nguyễn Thành Luân. Đưa qua bên đây. Hợp đồng có hiệu lực vô thời hạn nếu bạn gái bấm nút. Cái này nếu... em có gài không? Không có gài, nếu bạn em thích. Em cứ việc đọc và suy nghĩ. Suy nghĩ, được thì ký vô. Bản photo đâu anh? Em giữ bản chính luôn. Nếu được thì em ký vô. Đây, viết sẵn luôn. Ký xong tôi đem đóng mộng. Bây giờ khoan, đọc đi, nghiên cứu đi. Bấm hay không rồi mới ký. Đúng chứ. Rồi, bấm hay không. Chưa bấm, bấm lấy đầu ký. Còn một số điều nữa sẽ bổ sung sau. Hả? Cái gì vậy? Bổ sung luôn đi chứ. Tôi ký đi, rồi không bổ biết. Sung. Bổ sung liền. Trong thời gian tìm hiểu rồi bọn em sẽ bổ sung. Em đâu có thất đường, thất đâu có thiệt thòi cái gì đâu. Hợp đồng là em không đó. Luôn em mà luôn luôn đúng rồi. Thấy không? Em muốn giờ nào tao có giờ đó rồi. Thấy không? Quà lớn quà nhỏ phải tùy tình hình kinh tế mà tiền ta em giữ luôn rồi. Thì miễn có là được rồi. Đó. Thấy không? Được không? Rồi bây giờ bấm nút nha. Suy nghĩ bây giờ tôi giữ kỹ hợp đồng này. Quyết định để đi. Mà bấm nút là ký. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ xem hợp đồng tình yêu có được ký kết hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự chúng ta cảm thấy rung động và cảm thấy hấp dẫn bởi những lời hẹn hò đó thì chúng ta hãy bấm nút. Bây giờ chỉ chờ đàn gái bấm và ký thôi. Còn việc bấm và ký đàn trai làm hết rồi. Ký liền.
công chứng viên Quyền Linh Cát Tường. Chị ký hộ em. Hả? Chị thiệt luôn á hả? Ký em ký. Bà Mai Duyên thôi, tôi phải công chứng viên nha. Tự nhiên là trở thành công chứng viên vậy trời. Phụ lục hợp đồng đã được hai bên ký kết. Và bây giờ họ tiến đến nắm tay nhau và hùng nhau. Xin mời. Nhiệm vụ các bạn làm đi. Xin mẹ. Mẹ kìa. Dạ con xin phép cô, con xin phép chú ạ. Bây giờ là những món quà đầu tiên tặng các bạn. Cái này là của bạn gái tặng. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng. Vào đó xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Còn đây là một Bana TV, TV LED công nghệ Nhật Bản 50 inch. Đây là một trong những món quà mà nếu như các bạn kết hôn với nhau thì anh sẽ đem cái TV này để trong ngôi nhà của bạn. Dòng TV cao cấp của TV Bana, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Chúc mừng các bạn. Và đây, phần quà dành cho hai bạn đó là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Đi. Ký rồi đó. Mạnh dạn lên. Trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. À. Con thích làm dâu tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với gì? Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con. Chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường với trẻ con. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà. Nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Xin mời bạn nữ. Ôi dịu dàng quá đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Mình giới thiệu về mình nào cô gái. Dạ xin chào Cường Vân với lại chú Huyền Linh và bạn trai bên kia. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi đó hả? Dạ. Trời ơi thiệt luôn á hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ em cũng làm sau đó làm bên Dubai. Dạ giám sát nhà hàng ở bên Dubai. À 6 năm rồi mình về, mới về đây đúng không? Dạ về năm 2020 thì dịch cho nên là con lên Sa Pa làm và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa cho nên con ngưng cái việc làm lại. Con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ. Nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại là con không có đi làm ấy. Cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi xin mời em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào khán giả của mình nữ bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh năm 92. Em sinh ra ở Bình Thuận. Đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm kỹ thuật viên ạ. Hậu làm kỹ thuật viên. Dạ. Hằng Hậu. Hằng có Hậu. Có Hậu là có Hằng. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là tự lập, em lạc quan vui vẻ, em nghĩ mình có tính cầu tiến, cũng biết lắng nghe chia sẻ. Bây giờ mình nói sơ một chút về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với gì? Ở dưới ngoại xong ở với gì? Ủa, dạ. Trước ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào. Tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở dưới ngoại. Ngoại mất thì con ở với gì? Con có nhớ về mẹ mình, cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Ồ, vậy hả? Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu chứ chỗ chùa bây giờ chứ cũng có truyền hình hả Linh ha? Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ. Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Dạ. Có bị xúc động.
không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ, nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con vẫn chấp nhận chuyện đó được. Mẹ mà nhìn thấy Hằng như này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ. Huỳnh Ngọc Trâm. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ ông bà ngoại mất rồi nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn An, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên. Nghe cái chia sẻ của Hằng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Dạ em nghĩ là bạn nữ bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Bạn ấy đang thiếu thốn cái tình cảm của gia đình. Dạ. Và luôn luôn hướng về gia đình. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Thôi Hậu nay 30 tuổi mà chưa có mối tình nào. Dạ, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ. Mới tìm hiểu có 1-2 tháng mà người ta không có quen em nữa. Còn hiểu không? Còn Hằng thì sao? Dạ, con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên con mới biết được là học đếm là như nào. Con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa tầm giống như kiểu đếm 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo anh có thể đi. Nhưng bạn đó thì tiếp tục chọn con rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và cứ như vậy. Chào Hằng. Dạ, em chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á, còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông mới ông nghe dạ, đi. Dạ, mối tình thứ hai là con làm ở Dubai lại. Con được cái bạn đó cứ theo miết, ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á, cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình, có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình. Thì gia đình bạn đấy không chịu. Bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi. Không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như Hằng này. Nhưng gặp quá nhiều giông bão trong cuộc đời. Cái số phận trớ trêu ha. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có hậu đó. Và Hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Chờ đó nha. Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì không Hậu? Dạ, được ạ. Được không? Được rồi, để cô ra cô coi cái người đàn ông, cái người đàn ông mà tinh khôi. Hiền khô, Hậu tinh cũng hiền khôi nữa. Luôn. Ừ, trời đất ơi, đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, thế là người ta không có thích mình nữa. Rồi người ta chẳng, người ta không thèm thích mình luôn. Dạ. Cái gì kỳ cục vậy chắc trời. Chẳng. Nhiều khi số phận Linh ơi, Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau ở đây, để gặp bạn Hậu. Đúng rồi. Gặp Hậu, Hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Các bạn nữ cũng dễ thương, chắc cũng cao ráo. Nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, Hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau á, thì là Hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Cô gái bên kia lục đầy bản lĩnh, tự tin, tự lập. Một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là và đau khổ như thế. Hậu thì rất là hiền, mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng vun đắp mối tình này đó, thì nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác, tôi thấy là mở đi mở rào cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Rung quá hả? Dạ. Hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Đâu gặp anh có món quà tặng em. Anh tặng em gì vậy? Em rung quá mà không được em hỏi. Bình dưỡng gì vậy ta? Dạ, một bình dưỡng nhiệt rất là dễ thương ạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, bữa lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ.
Em cũng có món quà anh cho em tặng anh cái áo. Nếu mà anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được, nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Vừa rồi. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc mà em nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ, em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không? Hay là về đây luôn? Dạ, em về đây luôn ạ. Đã phấn đấu lâu rồi, em cũng muốn có một gia đình. Em thấy em rất là nghị lực, giỏi nữa. Em thì cũng ở quê lên á. Em cũng tự kiếm tiền rồi đi học. Anh mới học nghề xong đây rồi, giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình. Nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình bấm nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? Em ở chỗ nào ạ? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 ạ? Nếu mà tình hình ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu động vật không? Nhà em có 2 chó, 3 mèo, vì em đang nuôi. Anh nghĩ em sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó. Đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi. Cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật, với lại là sống tình cảm lắm. Chắc em nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ, em nấu ăn được, ngon ạ. Anh cũng biết nấu á. Anh đi học một mình á. Lúc đi học là anh không có việc gì thì anh cũng tự tốt được. Cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Gia đình Hậu còn bao nhiêu người với ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết luôn đi. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ, ở Bình Thuận rồi. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình. Mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ. Khó để chọc dữ lắm, nhưng mà chọc dữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy? Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Hậu nói với Hằng đi, tương lai mình lập nghiệp ở đâu rồi mình phát triển kinh tế thế nào? Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Kinh không? Em theo anh, phát câu mà gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Thế em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Em thì ở trạng thái đã sẵn sàng về tinh thần và cả kinh tế. Có nghĩa là bên đàn trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả, con không đòi lễ. Anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Đóng lý về cái em gì? Đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới hay là không đòi lễ. Người ta nói vậy thôi chứ mình phải có lễ chứ, con gái đi cưới. Ừ. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng, đến nửa năm là có thể tới hôn nhân được nếu hợp nhau. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á, là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau. Không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả. Mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút thì mới hạnh phúc được. Chứ không ai mà đặt vào cái là hợp nhau cả. Lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ, nhảy nãy giờ không biết nó chạy có bên tay bên phải thôi. Vậy hả? Còn Hằng sao Hằng? Dạ, con có thích ạ. Hai bạn này á, là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu. Nhưng mà chắc là hai bạn này yêu, rồi hòa hợp, rồi đi đến hôn nhân. Hậu có thể đến nắm tay bạn gái, hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Tặng em một bài hát nha. Nếu là anh, thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh, thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Anh hát hay mốt thì hát cho em nghe. Ok anh. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Hãy nhìn lên màn hình
Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là dì Út của Thúy Hằng. Tôi là dì Út của Thúy Hằng. Chúng tôi đến từ Bến Tre, quê hương đồng khởi. Thúy Hằng là một người đứa con, cháu trong gia đình ngoan, hiền, lễ độ. Tôi muốn nhờ chương trình tìm cho Hằng một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc đời của tôi. Xin chào. Hằng thấy gia đình của Hằng hiền không, dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định, đẩy tay vào nút bấm đi. Nếu bạn cảm giác rung động, nếu các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa là nắm tay nhau đi. Là nắm tay nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có hậu. Có hậu rồi, bắt đầu đó. Hỏi sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ hậu giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó, có cầu của gia đình mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì Dượng đó. Cháu chào dì Dượng. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Hằng nói với ba mẹ của hậu đi. Con chào hai bác ạ. Con là Hằng quê Bến Tre ạ. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan, và đó là lời chắc chắn ạ. Cô ấy giỏi lắm đó. Và đây sẽ là những món quà của chương trình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Đây là Quý Bê Khuôn, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chiếc áo phong sương đời ân nghĩa, nghĩa ân tình ta tặng cho nhau. Chúc em hạnh phúc nha, mọi điều may mắn tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn ạ. Chúc hai bạn một kết thúc cực kỳ có hậu đấy thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Và một người và học bác vui vẻ, đừng chuyên quá là được. Ở ngoài con thường có nhiều thứ ký lắm. Em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai qua đường sáu muốn. Cô đã bắt làm chim đậu, ở đâu có mồi, nói chim cu sẽ tới. Đất lành chim đậu, đậu nói vậy cho nó rõ, nói rõ con chim cu nữa. Mời bạn nam. Rồi, mời em ngồi. Để em. Xin mời bạn nữ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cũng như quý khán giả thêm đài. Em là Phạm Thị Phương Hồng Quế. Em năm nay được 36 cái xuân xanh. Và em là nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Quế? Dạ em làm ở Phú Nhuận ạ. Nơi huyện Mân Trỗi. Vậy hả? Dạ. Phú Nhuận sống ở đâu? Dạ em sống ở Gò Vấp. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào cô Hồng Vân. Xin chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nhật Phi. Hiện tại em được 36 xuân xanh. Em sống làm việc tại Khánh Hòa. Làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là làm bên xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, học bác, thích ca hát hay nấu nướng này nọ. Còn điểm yếu của em thì do cái môi trường làm việc, nhiều lúc người ta nói là nó sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề về tính cách của người. Trong quá trình làm việc thì
thì em hơi nóng tính. Giang hay giận thì nhiều lúc người ta nói là không được lãng mạn cho lắm. Hơi khô khan ha. Vâng. Thôi, mời nhà gái. Bạn nam bên kia thì bạn nói là bạn làm bên kỹ sư xây dựng. Thì em cũng làm bên công ty xây dựng. Em lên phòng mua hàng của công ty xây dựng. Dạ. Mua hàng thì em sẽ cũng hoạt bát, cũng nói rất là nhiều. Cái tính của em thì nó cũng hơi mạnh tí xíu. Dạ. Em nghĩ là đâu đó cái nghề của em với bạn bên là tương đối là tương thích đó, đúng dạ. không? Ừ. Rồi em có mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình khoảng 4-5 năm. Sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản. Người văn hóa thôi. Người nước ngoài hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ, 7 năm á hả? Dạ đúng rồi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì cũng có đúng một mối tình. Năm đó là em 25 tuổi. Có yêu mấy năm? Dạ trong vòng 1 năm thôi. Rồi sao chia tay? Tình hình về kinh tế của em là nó không ổn định. Không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra. Sau đó em đang làm xe nên. Rồi từ đó tới giờ không có mối tình nào nữa? Dạ không ạ. 12 năm rồi. 12 năm rồi. Một bên 7 năm, một bên 12 năm. Ế thành xu thế luôn rồi. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Em chỉ còn một người và học bát vui vẻ và biết kính trên nhường dưới. Đừng ghen quá là được. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc rất chi là nhiều người ạ. Anh có hay đi công trình không? Anh đi làm, anh sẽ đứng một vị trí một công trình nào đó. Nhiều lúc là mình có thể chạy qua chạy lại một số công trình khác của công ty. Nhưng mà thường công trình của anh ở đâu? Thường công trình của anh là nằm ở từ Khánh Hòa đi vào Sài Gòn ạ. Nhưng mà nói chung em tiếp xúc nhiều nhưng mà kỹ sư xây dựng thì chắc là tiếp xúc đàn ông nhiều hơn. Không, nhưng mà ở ngoài công trường có nhiều thư ký lắm. Với lại mua hàng cũng gặp cô, bán hàng cũng gái rồi sao? Đối với phòng mua hàng của em thì sẽ có một bạn là chuyên phụ trách về vấn đề này. Rồi, em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em không có mẫu hình lý tưởng nào hết, nhưng mà em chỉ cần vừa người là được rồi. Rồi, đơn giản vậy. Còn nhà gái? Em chỉ có mong là người đó hiền lành, biết sống với người lớn hay là trong gia đình. Rồi biết tôn trọng những người xung quanh, hiểu mình. Chào em gái. Nhà trai qua coi mắt ha. Dạ. Đây cô gái dễ thương, xinh xắn á. Dạ. Này là bán hàng đắt rồi. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body sáu múi. Dạ. Kỹ sư xây dựng đi nhiều chắc cũng đúng rồi. Thể lực cũng mạnh lắm á. Qua kìa đếm thử coi mấy múi nha. Dạ, chị đếm em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ nói dai á anh. Rồi em sao nãy giờ mấy múi nè? Dạ em một thôi ạ. Sáu múi dầu múi. Rất là săn chắc và chị thấy vậy ok rồi. Em cao như vậy cưng? Dạ em cao 1m72 ạ. Dạ được chị. Được không? Em thích cao không? Chị, em thích cao. Điều chị đúng chị, không? Chị, chị, cũng có người con. Đi công trường chắc là da ảnh ngâm không chị? Sao? Chị coi giùm em nữa da ảnh có ngâm không? Dạ đắng tươi. Dạ ngắm. Đi công trường mà. Kỹ sư văn phòng mà. Dạ mắt một mí hai mí chị. Em muốn mắt hai mí. Em ơi cho chị coi cặp mắt em nè. Không phải hai mí, không phải một mí mà là mí lót được không? Dạ thôi cũng được. Cũng được đi. Rồi còn gì nữa không? Muốn gì nữa không nè? Em thích tướng tá cao nè. Rồi thân mình mảnh khảnh nè. Mảnh khảnh đúng không? Dạ đúng có rồi. Có mảnh khảnh luôn. Có mảnh khảnh. Em trai không thích điều gì ở phụ nữ? Nó chỉ có một cái thôi. Không chịu sang sẻ với nhau. Em không thích điều gì hả em trai? Cũng là không thích chửi thề. Do công trình đi chửi thề. Em có chửi thề không em ạ? Mở rào liền luôn coi mở có hợp không? Quyết định gì đi. Mở rào. Xin mời. Không gian này là của bạn đó. Bắt đầu đi. Bước qua. Dạ. Đầu tiên thì mình có món quà. Gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên là có người tặng sách. Dạ. Mình cảm ơn chị. Cuốn sách này nó có tựa đề rất là hay, Nơi đến hạnh phúc. Dạ, biết rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mình đã đọc được 5 trang. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Hộp quà mình mở ra. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không có gọi là gì là giá trị. Nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nếu em chấp nhận, lúc nào anh cũng có bên người em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Là cái gì sao quyền bí vậy mở ra? Trang sức là một sợi chuyền di chuyền thôi. Dây chuyền hay là cái lắc anh? Dây là phải đeo thôi em sao vậy? Ủa vậy dây là phải đeo hả chị? Đeo, trời ơi. Rung quá hả? Anh rung quá, em rung quá. Em cầm cho. Bên nhà gái tôi đẹp gái quá mà không rung sao được ông? Trong lòng tôi suy nghĩ rồi tôi nói trời mở rào ra là ông rung liền. Đẹp gái quá trời đẹp gái mà. Rồi, cảm ơn anh. Quá. Trời ơi, dây điệu quá. Làm vừa đó giờ quen đeo nhiều lắm hay sao? Thật không? Thật chị nói thật. Em đeo gom vô cổ rồi. Chết rồi. Dạ thôi nhường cho anh nói chứ. Đúng là nó hồi hộp mà hai cung. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc nhiều người.
Nhưng đối với bạn nữ, gặp bạn nữ thì mình biết nói gì hết. Nên người ta gọi là gì vậy? Gọi là những cái là trở thách. À, anh là xây dựng dân dụng hay là công nghiệp? À, mình xây dựng và thương mại, xây dựng khách sạn resort. À. Lâu à, làm cái công trình đó lâu lắm á. Vậy là anh cứ đi công trường hoài thôi đúng không? Hiện tại anh là kỹ sư trưởng hay là anh là coi như giám sát công trình hay là coi như anh là CM hay là gì? Không, à, hiện tại đối với anh thì anh đang trưởng một phần ở đó. À, anh về kỹ thuật, về điện hay là về MT hay là? Về hai cái, một là thi công và tấm phòng cháy chữa cháy và phần HVC và một cái nữa phần HD. Hai người chung nghề nhau hỏi dễ hiểu ha. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Ở đây anh cần chia sẻ với em luôn. Đối với anh là cuộc sống thì chúng ta nên hướng về cội nguồn và gia đình. Giờ anh đã chuẩn bị về để có gia đình chưa? Cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. À. Thì lúc đó là mà... hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa, vậy rồi làm sao? Đúng, anh được không quan trọng nữa đó, gọi là đất lành chim đậu, ở đâu có mồi nó chim cu sẽ tới. Gì ở đâu có mồi chim cu nó tới hả? Đúng rồi anh, không loại chim khác mà cái chim cu tới. Đất lành chim đậu, nói vậy cho nó rõ, nói rõ con chim cu nữa. Thí dụ như bây giờ nè, anh có thể có một công trình ở thành phố hay là có thể xin chuyển vào thành phố làm, có thể được không? Dạ được ạ. Còn em gái, em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân? Tại vì tuổi của tụi em bây giờ cũng không phải là nhỏ nữa, nên nếu mà hợp á là nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn, cái đó là rõ ràng. Em nghĩ tương lai mình sẽ ở đâu thì hợp? Em thì em muốn ở Sài Gòn, tại vì công việc của em ở Sài Gòn đang rất là ổn định. Có hướng về Sài Gòn không? Dạ, anh hướng về Sài Gòn đi anh. Như nãy em mới nói rồi mà, thì ở đâu là... Ở đâu có mồi chim cu tới. À, đối với công việc của anh thì một tuần anh nghỉ được chiều thứ bảy và chủ nhật. Chiều thứ bảy chủ nhật. Ủa, công trình mà được nghỉ chiều thứ bảy hả? Công việc của anh hiện tại bây giờ là mình đứng trên là mình nhà đầu tư. À, anh bên chủ đầu tư. Ồ. Mình không phải là đơn vị thi công, nhà thầu thi công ở dưới. Rồi. Mình hiện tại đang làm cái dự án này cách sân bay khoảng 200 mét, nên có thể đi lại rất dễ dàng. Bước ra bay cái tới, bay cái tới. Sân bay Cam Ranh. Dạ. Anh đang có một cái dự án hôm nay, nhưng mà do tình hình dịch bệnh anh chưa vào được. Để quyết định thôi. Bây giờ tôi không còn nhỏ nữa. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta qua thời gian tìm hiểu, đôi 3 tháng, 2 năm, 7 tháng gì đó, nếu ta phải hợp, thì trong vòng năm nay, càng tốt. Trong vòng năm nay đúng không? Trong vòng năm nay. Quyết liệt ha. Ba mẹ em ở đâu? Gia đình em, ba má em vẫn còn ở trên Gia Lai. Mình ở đó là mình ở nhà riêng hay là mình ở... Dạ, nhà riêng. Người ta đó, người ta có nhà riêng luôn, thấy không? Nhà đó là em mua hay của ba mẹ cho? Dạ em mua. Cổ mua là cổ quá giỏi, còn đó. Ba mẹ là của thừa tự thôi. Thấy chưa? Thân phận nữ nhi mà người ta còn mua được nhà ở thành không, phố Hồ Chí Minh. Không, nhà chút xíu mà. Nhỏ cũng là nhà. Nhà cũng nhỏ là mình ở đây là mình đừng có nói chuyện nhà lớn hay nhà nhỏ. Nhà nào cũng là nhà cả. Hát tặng cô gái ăn bài đi, thoải mái lên. Bớt rung đi đó, để sách đây. Hay là để làm sao cho anh thoải mái, anh cứ tự thoải mái, anh ngồi hay đứng gì đó. Giải phóng cơ thể đi. Anh xin gửi thêm một vài câu trong bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Không quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm đêm có hay, mà giọt buồn hồi vừa trên môi mặn đau. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm sao vắng mãi đêm dài, để mình ta với con tim gần khung mang. À, cũng phiêu lắm chứ hả? Đúng rồi, rất là phiêu, rất là phiêu, rất là phiêu. Rồi, em gái. Em hát một đoạn trong bài Nợ Duyên đi ha. Em hát cái đoạn canh nữ nha. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hương? Biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhìn em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Dạ, hết rồi. Thật lòng anh biết chẳng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ơi, sao không cùng nhau chân bước chung đường. Nhà anh thì cũng đến là cái đoạn sau đây. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Mai gặp nhau, sao chồng nhau anh nhé. Bây giờ trước khi hai bạn quyết định thì chúng ta hướng về màn hình để xem người thân nói gì. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quỳnh Linh. Chào Hồng Vân. Tôi là cô của cháu Phương Hồng Quế. Hôm nay đến với chương trình
Mong cháu tôi tìm được một chàng trai thật là dễ thương để dẫn nhau đi đến hết quãng đời này. Riêng Quế thì cô khuyên Quế là không được khó tính nữa, nhí nhảnh hơn một chút xíu nữa đi để hòa nhập với cuộc sống cho nó thoải mái. Sau chương trình này cô mong rằng hai đứa sẽ dẫn nhau về trình diện cô. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người đang theo dõi trong trường quay này. Cô dễ thương quá Cô đáng yêu quá trời. Cô cũng cute lắm ha. Dạ. Ta trò chuyện với nhau rồi, bây giờ mình đưa ra quyết định nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ủa, em bấm rồi mà. Em bấm mà. Hai anh chị đã hẹn hò với nhau. Nào ta hãy nắm tay. Đó, dễ thương, cười tươi quá trời luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Chú Ecun, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn anh chị nhiều. Rồi. Cảm ơn chương trình. Dạ. Bảo vệ Phương Hồng Quế nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Và thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và hãy cùng yêu thương nhau, đoàn kết nhau để vượt qua đại dịch. Và mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn, có những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thì chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thể làm được, không để em Hằng phải buồn. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn ạ. Cảm giác của em bây giờ rất là vui. Thấy hôm nay chương trình tìm cho em một người bạn rất là tuyệt vời trên cả sức mong đợi của em. Giờ em đỡ run hơn lúc nãy rồi. Em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ, em cũng làm sau đó làm ở Dubai. Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này á, thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở dưới ngoại xong ở với dì. Tại là lần đầu tiên nên cảm xúc rất là xấu của em. Giống như mình đang trong mơ ấy, em cứ phải bình thần lại. Chúng là rất là vui sướng. Bỏ thời gian chờ đợi mấy tháng luôn đúng không? Dạ, em thấy thời gian đó không là gì hết khi gặp bạn nữ ngày hôm nay.
em thấy Hằng là một cô gái rất là hiền, rất là giỏi và đầy nghị lực, cũng là một người để em học hỏi thêm, để mình phải cố gắng sau đó để cho Hằng không có thất vọng khi hôm nay đã chọn em. Hiện tại em vẫn còn rất là run ạ, không biết là do máy quay hay là do bạn trai bên cạnh. Em thấy chương trình chọn cho một người bạn trai rất là tốt. Bây giờ thì chưa có biết là tốt như nào, nhưng hiện tại cảm nhận vẫn đang rất là tốt. Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, anh thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Thực ra là em cũng không thích ở thành phố Hồ Chí Minh lắm, bởi vì nó rất là ồn ào và em thích ở miền quê hơn. Nếu mà về bên đấy thì em cũng sẽ rất là vui ạ. Em có thể tìm một cái việc gì đó phù hợp ở cái nơi đó, chẳng hạn như có thể mở một quán nhỏ nhỏ, được nhỏ thôi, hoặc là mở một tiệm tạp hóa cũng được, miễn sao mà mình có một cái đồng ra đồng vào thôi, chứ không cần phải là tiền rất nhiều. Bởi vì nếu mà mình càng nghĩ mình càng kiếm nhiều tiền thì không bao giờ là đủ cả, mà khi không biết đủ thì sẽ không bao giờ là hạnh phúc. Không phải là em nghĩ về những cái mà tốt đẹp không, mà em nghĩ luôn cả những cái khó khăn ạ. Có nghĩa là không ai có thể bước đầu ngày đầu tiên mà mở lòng với một người lạ, thì em sẽ cố gắng để hòa hợp, để học theo văn hóa của nhà của bạn, để mà hòa hợp theo ạ. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Với Hằng thì bố mẹ nhà chấm 9.5/10 ạ. Hôm nay mẹ có biết em đi hẹn không? Dạ mẹ có biết ạ. Tắm nước xong đã thông báo cho mẹ chưa? Nãy giờ chưa kịp luôn. Chưa kịp luôn à? Thế dạ. Giờ gọi luôn cho mẹ đi. Em ơi. Chào. Được rồi mẹ ơi. Dạ. Về chưa? Dạ chưa, đang ngồi quay rồi lúc sau rồi ạ. Mẹ ăn cơm chưa? Anh ơi. Dạ. Dạ. Em nhận cô. Rồi chào con. Có nói gì về bạn gái của con không? Bạn chúc hai đứa tiến hành thì bạn đi cưới dâm hầu nghe. Dạ con cảm ơn. Con nghe không? Con hiểu được tiếng của bạn không? Dạ hiểu. Con người chỗ nào? Dạ con quê Bến Tre cô. Bạn cũng mong hai đứa cho cơ hội đi để rồi để bạn đi cưới vợ gái hầu. Hầu nó hiền lắm, nó thiệt quá. Chiều nay con cơm với gì vậy? Ăn cơm với rau luộc với cá chiên. Em không biết. Dạ. Rồi mẹ cũng đọc cho hai đứa hợp tác lại rồi thì đi mẹ cũng bị con nha. Dạ. Tới của chị em gọi điện mẹ sau được nha. Biết ở nhà gọi điện mẹ nha. Dạ em không biết ạ. Em vừa bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Hết thời gian. Ủa, em bấm không? Em bấm rồi. Hai chị đã hẹn hò với nhau. Nó rất là khó tả, nó hồi hộp. Cái này bí mật được không? Bước qua. Dạ, chào anh. Đầu tiên thì mình có món quà gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên mà có gì? Dạ. Cuốn sách này nó có chủ đề rất là hay, nó đến hạnh phúc. Quà mình mở đó. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không có quan gọi là gì để giá trị. Nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nó mới em chấp nhận.
lúc nào anh cũng có bên mình. Cảm ơn anh nhiều. Là cái gì, là cái gì sao quyền bí vậy mở ra? Cái thứ từ một sợi chuyền di chuyền thôi. Cái gì hay là cái lắc anh? Dây là phải đeo thôi, em sao vậy? Không, khóc là mới khóc nhưng mà vẫn không nói được. Mình vẫn trao đổi, mình vẫn có thể nói được. Ví dụ cái này cũng như là một cái công việc làm ăn đây, nó cũng như nhau thôi. Nói bạn gái thì mình cũng chỉ cần muốn là họ biết quan tâm, chia sẻ và biết suy nghĩ để cho mọi người được rồi. Đối với yêu cầu ngoại hình thì mình sẽ không có quan tâm vấn đề này. Nhưng mà người ta nói là quan trọng tới vấn đề ngoại hình, nhưng mà thực chất cái ngoại hình nó cũng sẽ không ăn được. Và cái tính chất bên của người bên trong lâu lần sẽ bộc ra ngoài, nên mình có thể sống được nhờ cái tính chất bên trong. Hơi hồi hộp chút xíu thôi, nhưng mà cho ngồi nãy giờ trong này thì thấy nó ổn định hơn. Theo chưa tưởng tượng của chị nghĩ sẽ là một người ngoài hình nhìn cũng được, có học thức, nói chung là tướng tá cũng nhìn rất là ổn theo như cái mong đợi của chị. Thực sự lý tưởng thì không cần lý tưởng đâu, mà chỉ cần người hợp với mình thôi, tôn trọng mình. Người đàn ông của chị á thì sẽ cùng đạo với chị, hoặc là sẽ theo đạo của chị. Và người đó cũng hiền lành, ít nói thôi. Tại vì chị cũng khá là nói hơi nhiều. Nên là chị cũng mong cái người đó, người nào có thể chịu đựng được chị. Mình tin vào cái sự mai mối của bà Mai. Và mình nghĩ chắc 99%. Chắc chắn là nó xa rồi, nhưng mà hiện tại chị ở Sài Gòn. Mình ở Sài Gòn nên là mình nghĩ khoảng cách giữa Sài Gòn với lại Khánh Hòa thì nó sẽ gần hơn. Cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. Thì lúc đó là mất. Hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa vậy rồi làm sao? Không, lúc anh được, không quan trọng nữa. Vô là tắt làm chim đậu, ở đâu có mồi, ngon chim cu khi tới. Tại vì chị thấy ảnh cũng hiền lành, thiệt thà. Mình nên là mình nghĩ bấm để cho nhau cơ hội. Bạn gái thì người được mạnh mẽ mà cũng sống tự lập. Sau giờ đầu mình tính tiếp chứ bây giờ mình chưa biết. Thì phải coi thử hả, hai bên sẽ đi tới như thế nào. Tại vì cái khoảng cách địa lý đó thì coi như hai bên sẽ lúc đó nó chi tiết hơn thì hai đứa mình sẽ tự trao đổi. Mình có thể một là hiện tại cuộc sống hiện tại bây giờ nó rất chi là tân tiến rồi, thời đại 4.0 rồi, video call hoặc là FaceTime. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hương, biết chi nhà người ta xin tránh ra nhìn em lối đi, mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ đi đò, hẹn anh mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này. Tình yêu muốn biết chẳng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi, mà ngày chỉ hỡi người ơi sao không cùng nhau chấm bước chung đường. Con rất là hòa đồng hoạt bát, con biết nấu ăn và con là một người thiên về gia đình. Đám giỏ, đam mê thể thao, biết làm việc nhà, chăm chỉ. Con chỉ muốn là bạn trai cao hơn con, yêu thương con. Trước khi mà con tham gia chương trình thì ba có nói là nhà rộng lắm, nên anh có muốn về ở rể nhà con thì sẵn sàng. Con trai thấy sao? Dạ con thấy dạ cũng được, vậy là quá tốt rồi. Rồi có biết nhậu nhẹt gì không? Không, em không thích mấy cái đó. Rồi có thích bạn trai nhậu không?
Em cũng không thích. Không thích luôn. Nhậu ít thôi thì được chứ nhậu nhiều em cũng thích. Vậy là hợp gơ rồi đó. Em cũng nhậu ít thôi. Em có cái tật xấu là sáng ngủ dậy hay nướng lắm. À, ngủ nướng thôi kệ ai cũng nướng hết, nhất là mùa dịch nướng quá nướng rồi chị nướng ghét luôn. Sáng ngủ dậy là nằm nướng để mới dậy nổi. À, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bà Mối Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.